bạn đã đến với chương trình Sàn đấu ca từ mùa 4. Welcome ladies and gentlemen. Welcome you to sàn đấu ca từ mùa 4 and goodbye. Cái gì anh? Vô chương trình bắt đầu mà anh đã goodbye rồi. Ôi anh song ngữ em. Ủa tại sao hôm nay có vụ song ngữ nữa hả? Anh vừa nhận được một cái thông tin rất là tuyệt mật là chương trình mình đã vươn tầm quốc tế rồi. Wow, có nghĩa là rất tụi là mình nhiều. Là MC quốc tế. Cho nên là tụi mình phải nói chuyện song ngữ. Đúng vậy. Vậy bây giờ anh nói tiếng Việt, em dạy tiếng Anh. Và thưa quý vị, chương trình sàn đấu ca từ. Lady and gentlemen. Sàn floor. Sàn là cái gì? Floor fighting. Yeah. Ca là sing sing. Sing. Bên biên tập nói là cất MC luôn nha. Hả? Hai MC quay lại tiếng Việt. Và thưa quý vị, chương trình sau đó có từ do truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện. Được phát sóng vào khung giờ 19 giờ tối thứ bảy. Được phát sóng vào khung giờ 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hôm nay em sao á, sao em bị cái gì á? Em quốc tế quá cho nên em hơi bị khớp. Khớp đúng không? Yeah. Bây giờ cho em cơ hội cuối giới thiệu bằng nhạc bằng tiếng Anh. Lady and gentlemen. Yeah. And then. Yeah yeah. Now. Yeah. Yeah yeah. We miss the band. The band băng nhạc. À, băng nhạc. Phải lên giọng, lên giọng, lên giọng. The band. Rồi bây giờ đến lượt anh giới thiệu ca sĩ. Đó, anh phải anh phải quốc tế lên nha. Boy and girl. Cái gì vậy? Now and then and forever. We giới thiệu to you. Two single. Hát vâng, hát chính rồi là gì ta? Man chính. The single one. Mr. Minh Trí. Không có dấu. Minh Trí. Minh Trí. And Miss Kim Nga. Không ổn rồi, không ổn rồi. Anh ơi, tự nhiên ngày hôm nay em thấy là cả phim trường của chúng ta sang hẳn lên khi mà có sự quốc tế vào. Mình phải giới thiệu lại thêm à. Cho nó trịnh trọng, đi ra mặt hai ca sĩ quạo quá. Không thích đúng không? Không có dấu Kim Ngàn hay là Minh Trì. Và chúng tôi sẽ được giới thiệu hai ca sĩ chính của chúng tôi, đó chính là ca sĩ Minh Trì và Kim Ngân. Cùng sự đồng hành của ban nhạc Nguyễn Quân. Không đánh luôn. Wow. Giận rồi. Giận chứ. Nhưng mà ngày hôm nay hai đội trưởng. Bây giờ phần giới thiệu hai đội trưởng. Hai đội trưởng mình phải nghiêm túc trở lại. Anh được biết là hai đội trưởng ngày hôm nay rất trẻ. Trẻ hơn chúng ta sao? 40-50 á. Và thưa quý vị, anh ấy là một chàng ca sĩ rapper, là một nhạc sĩ với những bản hit đình đám mà em hay hát đó. Phải người ấy không? Đó đó. Người ấy đúng không? Người ấy đó. Mời người ra ấy liền. Là Trịnh Thanh Bình. Em nói là người ấy em biết. Cái bài mà ba giờ em còn chưa ngủ. Ba giờ em còn chưa ngủ. Tin tôi về em biết bao nhiêu là cho đủ. Cho mọi người ấm phù ngày ngủ đêm bay. 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 Khúc đâu quên rồi. Rồi lại lát mời ra hát. Xin mời rapper Ocean. Tiếp theo là một vị đội trưởng thứ hai, là một cô gái rất là tài năng, xinh đẹp, đóng phim hay, hát giỏi, buôn bán bất động sản rất là ok luôn. Anh ơi, sao ai anh cũng không giới thiệu danh nhân hết. Em có nhớ chị Khả Như không? Con còn nhớ. Hồi chứ. Bữa ra quạo chửi mình quá. Đúng rồi, tại hồi vì đang ở một nhà nữa. Nữa hả anh? Ủa, chị Như chị giàu lắm. Trời đất ơi. Bé, anh giới thiệu đây cũng xem. Đường dây, chung đường dây, đúng đường không? Dây luôn. Chung đường dây buôn bán bất động sản. Xin được trân trọng giới thiệu nữ ca sĩ, diễn viên, doanh nhân Hoàng Yến Chí Mi. Có anh chưa từng một lần đi qua bão giông, chỉ còn em đi trước. Cùng bao nỗi đau để cho anh ngước lối.
câu để ở lại. Có người chỉ cần một lần dại để bỏ đi. Chỉ còn em ở đó, chỉ còn em có níu là anh đây nhưng không hề yêu. Có em luôn đi tìm anh trong ôm hôn, có anh chưa từng một lần đi qua bão giông. Chỉ còn em đi trong ôm hôn cùng bao nỗi đau để cho anh ngược lối. Hello Liệt. Chào bé mới từ nước ngoài về. Thì em thấy mọi người nói chuyện mình bảo là song ngữ gì đấy đúng không? Nên đâm ra em hello cất MC anh luôn rồi. Cất MC luôn. Đài không chịu. Xin chào anh chị. Đó, hay là như vậy đó. Chào anh chị. Chào hai em. Vâng ạ. Hết rồi hả? Ê, hai đứa đó mình nói cái gì nó dài dài hơn để có sóng chương trình người ta bắt sóng chị chứ. Chị kia đi, chị đó. Cho phép Hoàng Yến xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Sàn Đấu Ca Từ cũng như là quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Em rất là vui được quay trở lại một lần nữa cùng với Sàn Đấu Ca Từ. Lần trước kết quả thắng hay thua? Em không nhớ nữa. Nhưng mà có cái bản bừa bừa mang về không? À, có. Em chơi với Duy Khánh anh nhớ không? À, Duy Khánh thua không, hết. À, đây là ý là người lấy hết luôn. Cái gì? Vậy hả? Lấy hết phần thưởng cao nhất hình 50 triệu. Ủa. Thiệt luôn hả? Trời ơi, vậy là ngày hôm nay đối thủ của em là một đối thủ vô cùng nặng ký đó. Ôi, nha được. Em cũng là một người có ký ức khá là đẹp với cả Sàn Đấu Cá Từ. Tại vì là Sàn Đấu Cá Từ là chương trình game show đầu tiên mà em giành chiến thắng. Tức là trước đấy thì em đi rất nhiều game em show. Em thua hết. Em thua hết. Ồ. Thì chỉ đến Sàn Đấu Cá Từ là em thắng rồi. Không thì đúng rồi, em cũng là gần như là thế đấy. Để Sàn Đấu Cá Từ là em thắng nguyên 3 vòng. Ngày hôm nay là hai bạn mỗi người đều có khả năng gọi là thua triền miên. Nhưng mà đến đây là thắng. Đến đây là bị đổi giận là thắng. Đó. Và bây giờ chúng tôi chia sẻ về dự án sắp tới của hai bạn Chiến và... Em nói đi, nãy chị nói nhiều lắm rồi đấy. Oset. Chào tất cả mọi người, mình là Oset. Và vừa rồi thì mình có cho ra mắt một bài hát tên là Vì Đó Là Em. Và rất hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ Vì Đó Là Em nhá. Vì Đó Là Em. Em đó có phải là chị không? Sao? Tự trọng á. Bốn mùa rồi. Anh ơi, em cố gắng gài vô mà hoài luôn, Oset không mời em hát. Đợt trước em làm y chang vậy, nhỏ bị sốc đó. Không, em không sốc mà. Thế nên em mới quay lại đó. Ôi, trời ơi, mê. Hồi nãy sao có bài hát đó tặng bé đi. Hát một bài hát kiểu như đó, nào? Kiểu gì đó. Ký ức kinh hoàng trong màn đêm. Ký ức kinh hoàng trong màn đêm. Không, hoặc là em sẽ hay là làm một phần rap. Đúng. Em chèn vào cái bài đấy. Chị bây giờ chị hát một bài. Xong remix lại được không chị? Xong rồi cái đúng rồi đó, xong rồi em rap vô nha. Em rap vô nha. Chuẩn bị nhảy audition mọi người ơi. Yo. Yeah. Đúng rồi. Bài gì vậy? Bài của em đó. Bài của Sam ấy. Chị chuẩn bị hát đây này. Quay vô rồi nha. Yeah. Chuẩn bị rap freestyle. Không gian là kiếm. Nơi đây mình em. Cô đơn tìm kiếm. Chút hy vọng cuối. Sâu trong màn đêm. Ai đang vội vã ra đi. Bỏ lại đây. Cuộc tình xa tầm tay. Ngày ấy nó quên hết sao đành ngày ấy. Biết đi chị. Mà giờ đây chỉ mình em là yeah, trong cái mặt đẹp của mình tôi. Mà còn đang ngồi đây hát lời thôi. Ê. Put your hands up. Put rồi. Làm đi. Put rồi làm gì đó. Em ơi đây. Ok.
ơi. Mình em ở đây và em hát mình em và mình em ở đây và em hát mình em ở đây mình hát mình em bài hát ký ức mà đêm kinh hoàng ký ức mà đêm kinh hoàng không mà dám ráp mà dừng đi anh dừng đi okay. Mọi người dừng rồi cảm ơn các anh. Hay đó bài đó hay đó chị ơi bài hay sao em không có ráp vô được vậy không chị ơi. Ô sát nói là bài đấy hay lúc mà nhạc đã tắt còn trong lúc mà nhạc bật ô sát nói với em hay là thôi bây giờ mình từ chối cái dự án âm nhạc này đi. Hồi nãy em biết rồi, hồi nãy là do em không có lấy tông trước. Được. Cho nên là khi mà em hay là lại một lần để tông trước đi. À, xin mời hai đứa chuẩn bị vị trí à. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe đến với luật chơi của hai đội trưởng để phổ biến trước. Chúng ta sẽ có là 4 người chơi sẽ bước lên sân khấu. Các bạn đã từng đến với là sân khấu ca từ rồi. Nên vì thế lần này chúng tôi sẽ chọn lựa kỹ hơn về những thành viên đội các bạn. Lần này sẽ là những ca sĩ hát rất hay. Còn là những thành viên ưu tú được tuyển chọn. Đúng rồi. Và các bạn có nhiệm vụ như cũ đó chính là phải lắng nghe thật kỹ họ hát, khai thác họ xem họ biết nhiều về âm nhạc hay không. Và đặc biệt hơn nữa là có những bài hát rất hay nhưng mà không có nhớ lời thì phải hỏi móc mé để mà móc ra cái đó. Và nếu như mà cả hai đội trưởng cùng bấm nút chọn thành viên đó thì thành viên đó sẽ được chọn ngược lại đội trưởng mà mình muốn về hoặc là đưa ra một cái thử thách nào đó để có thể thử thách hai đội trưởng. Đừng chọn chung nha. Nếu mà chọn chung thì bạn ấy mà đọc thử thách em nhường chị luôn. Đấy, đúng một đấng nam. Em ga lăng mà. Để coi từ đây đến cuối chương trình có còn ga lăng không ha. Xem này chị. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi chào đón người chơi đầu tiên ạ. Xin mời. Hào luôn ha, trong sáng dễ sợ. Cô bé ơi, cô bé hãy giới thiệu về bản thân mình cho mọi người được biết nha. À, em tên là Lena và hiện tại thì em đang là một diễn viên tự do và một ca sĩ tự do. Lena. À, em là người Việt chứ hả? Vâng, em là người Việt Nam ạ. Trời, tưởng đâu là người nước ngoài là tụi anh chị sẽ trao đổi bằng tiếng nước ngoài luôn. Ờ, thế ạ. May quá người Việt anh ạ. Thật không chị? Thật là chị Sam có thể trao đổi được bằng tiếng nước ngoài không? Trời ơi. Cái yến lại. Trời ơi chị ơi. Em xin lỗi chị nhưng mà em xem rất nhiều chương trình có chị cả sàn đấu ca từ rất là nhiều nhưng mà em đã được chiêm ngưỡng rất là nhiều nhưng mà em chỉ nói thế thôi. Không, nhưng mà nếu mà không trao đổi bằng tiếng nước ngoài thì có thể nói bằng giọng của em, ví dụ như là em chào chị, em là Lena, em là người con gái ở Quảng Trị. Em quê ngoài chị ở Quảng Trị. Đúng luôn á. Đúng em hay nói. Chị chào em. Ờ, em chị tên là Sám. Và chị cũng đến từ Quảng Trị. Quảng Trị. Bên đây người ta ngọt, nghe im và láng. Một đề bút một câu vô nhà trâu nổi là hết trơn rồi. Và bạn ngoài là diễn viên hát ra thì em còn làm một vlogger nữa. À đúng rồi ạ. Thì em sẽ là vlogger về lĩnh vực gì? À, thường thường thì em hay làm về lifestyle như là cuộc sống hàng ngày của em thôi. Hoặc là chia sẻ về những cái thứ mà mình cảm thấy nó buồn cười. Ví dụ hôm nay có thể chia sẻ một cái gì đấy buồn cười không? Ví dụ như là reaction một video của Osas chẳng hạn. Nhưng mà vấn đề là em có bao giờ nghe nhạc của Osas chưa? Trời ơi, em nghe hoài à. Thực ra là em cũng biết bạn ấy luôn. Vậy hả? Bạn ấy nổi tiếng mà. Ôi. Sau này mọi người có nghe bài Simple Love không? Có, bài đấy là bạn ý là, bạn ý là nữ chính. Simple Love nè. Simple Love đó. Ồ, thật hả? Ừ. Đây là một cô gái rất tài năng nha. Nếu mà đội trưởng nào mà chinh phục được, thuyết phục cô ấy về đội mình là một lợi thế rất là lớn. Hai đội trưởng, ai sẽ bấm nút chọn? Lena. Ủa, không có nhạc kiểu hồi hộp á? Không phải. Có, để làm nha. Đó. Đó, làm sao làm thêm kìa. Thì bấm như thế thôi đúng không? Bấm chưa? Em không bấm ạ. Tại sao? Tại vì là theo như em thấy là bạn ý về đội của Osa sẽ hợp hơn. Cảm ơn chị. Hoàng Yến ơi, anh biết sao em hiểu ý của bé Yến rồi. Sao vậy? Tại vì đối với Hoàng Yến Chibi á, Hoàng Yến Chibi đã là một bông hoa rồi. Ở đây cũng là một bông hoa nữa. Không muốn á, hai bông hoa cùng về một chỗ, không biết là bông hoa nào tỏa sáng. Wow. Nhưng mà Yến ơi, từ đây đến cuối chương trình là hoa hết nha. Bé nhấn luôn nghe. Nhấn luôn. Không có. Ý là. Ủa. Ủa chị ta. Em bị ghiền chuông hay sao chứ nhấn hoài vậy? Ơi, bỏ qua em đi được không? Bây giờ đấy. Ô sát chọn tôi bỏ qua thôi giờ các camera không cần lấy mắt chị Yến nữa nhá. Rồi xin mời ô sát hãy lên để đón thành viên của mình Lena.
Rồi, bây giờ chúng ta cùng chào đón người chơi thứ hai ạ. Xin mời. Xin mời. Chọn về em nha. Chưa dám. Không sao chị ơi. Yeah. Em đang hú. Hét theo cái bạn này quá sức là sôi động. Rất là bất ngờ bởi vì là chàng trai này lúc là hơi dìm bước, anh bước ra nhìn thấy rất là hiền lành, nhẹ nhàng không? Đúng rồi, sẽ hát bản ballad trữ tình. Nhưng không, tôi đã lầm. Đúng rồi, bây giờ thì chị mới biết tại sao người ta gọi là hot boy. Tại vì hot boy là vừa đẹp trai mà còn vừa có sức nóng nữa. Đến một cái vừa ghé vô một cái là lan tỏa là nóng hết cả. Đổ mồ hôi, đổ mồ hôi hột. Bà đã đổ mồ hôi vì bà đã mệt thôi. Giới thiệu thêm về mình đây nào, xin mời ạ. Xin chào tất cả mọi người, xin chào đội trưởng cũng như là MC. Thì mình tên là Nguyễn Hoàng Sơn, hay mọi người vẫn gọi là Soho. Thì công việc hiện tại của mình là người mẫu và diễn viên. À, Hoàng Sơn Soho. Tại sao vậy? Tại vì Hoàng Sơn là H-O-S-O, đậu ngược là Soho. À, sao mình là không gọi là Hoso? Không phải là Hoso. Em muốn cái chữ S đầu tiên cho nên em đổi thành Soho. Thật ra thì đây là một chàng trai mà vừa thì là đang rap, người mẫu, diễn viên, từng tham gia rất nhiều MV, nhiều ca sĩ. Nhưng mà chúng ta thắc mắc là hồi nãy bạn vừa xuất hiện là Hoàng Yến là bay lại xà tới bạn liền. Là có mối lương duyên gì? Mối lương duyên gì trước đây? Nếu như mọi người biết Hoàng Yến đóng trong phim Tháng Năm Rực Rỡ thì từ cái thời điểm phim Tháng Năm Rực Rỡ là mình cũng có quay một cái vai khách mời trong đó, thì có biết đến Hoàng Yến. Và từ đó thì nói chung là hội ngựa hoang á sẽ chơi rất là thân, và mình thì cũng là bạn của Trịnh Thảo cho nên là cũng đi chơi chung luôn. Xong từ đó tới bây giờ thì thân, bản thân mà thân ai nấy lo. Đó, bởi vậy đôi khi mà bạn thân quá thì họ sẽ không muốn về chung đội. Thân quá, biết quá. Không không anh, thực sự đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em nghe Soho hát. Mà gu rock đàng hoàng nha. Đó, em rất là bất ngờ. Không ngờ là cũng có tài năng như thế. Ok, thế về đội của chị là đúng rồi. Xin mời hai đội trưởng nhấn chuông chọn ạ. Đội trưởng nào nhấn chuông chọn ạ? Chỉ một mình em thôi. Một qua còn lại đó. Bạn ý thì em sẽ nhường lại cho chị Yến. Thấy Yến khoái quá. Thấy khoái quá rồi. Rồi xin mời Hằng Yến đó thành viên mình ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi tiếp theo của ngày hôm nay. Nằm mơ về một ngôi nhà ở một nơi chỉ có đôi ta, nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện cùng sẻ chia về những ước mơ. Trên trời cao muôn vì sao rơi từng con đường, lờ làn mây cùng gió đến đây. Em đã nói sẽ ở bên anh thật lâu và chẳng thể quên được nhưng vẫn vừa. Có thể anh mơ chỉ là giấc mơ về một hạnh phúc nắng phai trên ai. Giờ em nơi đâu có biết chăng nơi này. Có lẽ em đã quên rồi từng chiếc hôn trong tiết sáng trời chờ đông. Những ngón tay ta đang chặt nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói đi điều gì. Every night alone, đừng để giọt nước mắt vẫn rơi tàn hoa khắp nơi thiếu em baby. Every night alone, lời gọi tên những nỗi nhớ đông đầy.
Xin chào anh chị MC và quý vị khán giả. Em tên là Winner, em là thành viên của nhóm nhạc B336. B336? Cái gì? B336? Ở cái gì như kiểu chiêu hồi siêu nhân nhỉ? Khoan mọi người, chưa có nghe người ta giới thiệu. Chưa nghe cậu bé giới thiệu. Không, em chỉ cần nghe đề này thôi là em phải bấm ngay lập tức. Thật ra là nhóm B336 á, có rất nhiều thành viên đã từng tham gia Sân khấu ca từ và họ thường có rất nhiều tài năng. Có người sáng tác, hát, rap và đặc biệt là điều nhảy đẹp. Vậy thì sở trường của Winner sẽ là gì trong nhóm? Nếu mà vị trí thì hiện tại là em là đảm nhận vị trí main vocal và lead rapper và main dancer. Có thể cho một đoạn nhạc để nhảy ngay tại đây được không ạ? Freestyle rồi. Nhìn bé nhảy xong mình tắt nhảy em luôn. Em tắt nhảy luôn, thật sự. Nhảy cái này khó lắm, đòi hỏi lực rất là nhiều. Động tác phải dứt khoát và có điểm dừng. Hồi nãy định ra nhảy, định bung lụa rồi. Tắt bé, luôn. Thấy bé chặt quá. Em lùi lại liền. Anh teo cơ luôn. Bây giờ các hai đội trưởng đều đã nhấn chuông chọn. Vì thế, em ơi. Em ơi, chọn chị đi. Winner, em là bây giờ làm chủ sĩ. Đưa ra thử thách liền. Thật ra là tại vì là hiện tại em ở trong nhóm đang là đảm nhận vị trí rap ấy ạ. Em lúc đầu nếu mà lên, nếu mà tính là đang cho nói đến đây là hiểu rồi đó, thử thách rap. Đừng nhục bây giờ em. Nhưng mà tại vì có anh Oset, anh là rapper nên là em không thể như thế được. Thấy chưa? Này, mình đi lên làm gì? Tôi lại phải đi xuống. Lắc chưa gì lắc. Hết thế thì em định thử thách hai anh chị có thể nhảy cho em xem một đoạn đúng không ạ? Nhảy. Em muốn đi ra ngoài gì không? Ê, nhạc hay ra ngoài này hay ra. Cái ông phần nhạc mê bài quá. Ê, bị nghiện. Trời ơi, nè. Nhìn cái sàn láng bóng luôn. Ghê thiệt. Cậu lao công rất là vui. Hai đội trưởng ra sức lao sàn. Hai bạn mà làm như vậy. Một khi mà đã chơi là chơi hết mình. Nói chung là vừa rồi là có sự kết hợp của rất là nhiều những căn bệnh. Và sự lựa chọn của Winner ngày hôm nay. Ê, sẽ là ai trong số hai đội trưởng ngày hôm nay? Em quyết định chọn về
chị Hoàng Yến TV ạ. Chạy nhiệt tình là thế, đổ hết cả mồ hôi. Mà nãy cái đoạn mà đáng ra best you rap là ngon cơm rồi. Đúng không sao anh ơi, mọi người hay bảo là save the best for the last mà. Thành viên cuối cùng sẽ đội em. Coi đi coi, đây đúng là rồi. Siêu phẩm hay là tuyệt vọng phẩm? Xin mời người chơi cuối người cùng. Người chơi cuối cùng. Trời ơi mệt, đi đau lưng quá nè, nhảy quá nhảy. À, chào em. Em ơi giới thiệu. Dạ em xin chào tất cả mọi người ở trường quay, em xin chào anh Huy, chào Sam, em chào anh Oset, chị Hoàng Yến, chào em. Dạ em tên là Duy Huy. Tuổi em là bao nhiêu? À quên, em 17 tuổi. Em 17 hả? Hiện tại công việc của mình còn đi học không? Dạ hay là còn, em đang học 12 ạ. Và mình có đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp không anh? Bây giờ em đi học và là em có theo phim, em cũng có mê diễn viên á. Tức là cân bằng thời gian giữa học với lại nghệ thuật. Dạ dạ. Đây là một bạn trẻ rất là tài năng, là một được mệnh danh là hot boy luôn. Hot boy. Đó. Hát được, diễn được và nhảy đặc biệt được. Nhảy được. Và trước khi đến với chương trình thì bạn ấy có viết một cái tờ gọi là yêu cầu. Yêu cầu gì anh? Em tên là Duy Huy. Em đến với sản xuất từ 14 với một yêu cầu được nhảy chung với chị Sam. Nhưng cái gì anh? Đừng có nhưng. Nhưng không phải nhảy hiện đại bình thường mà sẽ là dance pop. Hey yo man. Dance pop kìa chị. Anh còn nhớ cái vụ mà em nhảy với anh Thanh Duy không? Nhớ. Em về bị trẹo sinh sống luôn. Coi, em ơi em nhảy dance box và chị sao đúng không? Dạ đúng. Điều rồi. Gì rồi, điều gì nhỉ? Điều samba. Samba. Đây đây chị coi nha. Samba hay. Dễ thương quá. Dễ quá. Yeah. Rất là cảm ơn ngày hôm nay, một tiết mục rất là dễ thương. Và đặc biệt nữa là các bạn thấy rồi đó, Hoàng Yến đã có hai thành viên rồi, nên vì thế người chơi cuối cùng này mặc định sẽ là thành viên của đội Osaka. Chúc mừng. Bây giờ sẽ là một phần vô cùng quan trọng đây, có nghĩa là chúng ta phải đặt tên đội. Đội mình tên là gì nhỉ? Ô vui. Không, ai thấy cái tên ô sáp thì lại phải ô vui chứ. Không, đội mình là tên là đội tình yêu đơn giản. Tình yêu. Simple Nerve à? Simple Nerve à? Chị không nhớ lần trước chị đến với sàn đấu ca từ, hình như chị để tên. Tên cũ đi. Tên là. À, tên cũ của team của Yến này sẽ là Bian Phát. À, ừ đúng rồi, tức là tên của tất cả những người ở trong nhóm. Sơn Thắng Yến. Đúng rồi, sao chị biết? Yến Thắng Sơn. Yến Thắng Sơn đi. Rồi, Yến Thắng Sơn. Rồi, bây giờ Yến Thắng Sơn mới là tình yêu đơn giản. Tên đơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng 1, vòng đầu tiên của chương trình Sau Đó Ca Từ 14, đó là vòng tàng hình. Tàng hình. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng đầu tiên của sàn đấu ca từ mang tên tàng hình. Ở vòng này thì chúng ta có luật chơi rất là đơn giản. Giải thưởng vòng này là 3 triệu đồng. Sẽ có 3 bài hát và mỗi bài hát sẽ có 2 đoạn nhạc. Đoạn nhạc đầu tiên sẽ do ca sĩ chúng tôi hát để các bạn biết giai điệu bài hát. Đoạn nhạc thứ hai sẽ có 1 đến 2 dòng chữ màu vàng. Đó chính là thử thách. Nhiệm vụ các bạn là phải quan sát thật kỹ, ghi nhớ dòng chữ đó, bởi vì nó xuất hiện trong vòng 5 giây và biến mất hoàn toàn. Các bạn lưu ý, các bạn vừa phải hát đầy đủ các ca từ trong dòng chữ đó và phải đọc lại một lần nữa để chúng tôi xác nhận kết quả cả hai mới được tính điểm. Nếu chính xác các bạn mang về 1 điểm.
Trong trường hợp các bạn đoán sai thì các bạn sẽ có quyền cứu bằng cách là hai người đồng đội ngồi ở đây có quyền được cứu và hỗ trợ người chơi đang đứng ở ngay vị trí cái chuông. Trong trường hợp cứu mà vẫn sai thì đội còn lại được quyền cướp. Bạn trả lời đúng thì bạn sẽ được điểm, trả lời sai bạn không mất điểm. Lưu ý nha, chúng ta chỉ có 3 vòng để sử dụng quyền cứu, 1, 2 và 3. Và tiền thưởng mỗi vòng sẽ tăng dần lên nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng quyền cứu. Và bây giờ sẽ là một phần cũng vô cùng quan trọng, đó chính là chúng ta sẽ giành quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên đó chính là đội trưởng sẽ được chọn thành viên của đội đối thủ để chúng ta có thể thi đối kháng ở vòng này. Để giành được quyền ưu tiên đó thì chúng ta sẽ cùng trả lời một câu hỏi đến từ Sam và Huy. Và câu hỏi để giành quyền đi trước: hãy đoán tên bài hát thông qua... Chết rồi. Anh đã đến như cơn mưa tươi mát lên cho đời em một màu xanh mới. Phút giây mình tình cờ trông thấy nhau như bắt đầu. Thử thách của các bạn: 5 giây quan sát. Sao không phải là em? 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời winner. Cho em biết ngẩn ngơ, biết thân thờ để em bỗng ngu ngơ. Em đã yêu anh tim nhẹ hơi xưa, con tim nhẹ nhàng vui sướng. Tình yêu của anh đã đến cho em bỗng vui, cho em bỗng cười, cho em biết rằng em đã biết rằng chẳng còn gì để. Thật bối rối khi anh nói yêu, khi anh nắm tay, khi anh ghé mày như nắng mai, như nắng mai sẽ nhẹ nhàng làm em ngây ngơ. Và em đã biết mình yêu na 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 na. Và em đã biết mình yêu na 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 na. Xin mời winner đọc lại một lần nữa ạ. Đọc lại mới khó nha. Cho em bỗng cười, cho em biết rằng em đã biết rằng chẳng còn gì đẹp hơn khi yêu. Xin mời hệ thống. Hệ thống. Em đọc đúng nhưng em hát sai. Đây là cơ hội của quản chi bi nè. Có đội của cứu mình không? Có muốn cứu hay không? Em cứu. Ôi. Không được, thôi em không cứu. Ôi, là bên em bây giờ được cướp đúng không? Được quyền giành điểm. Ok, thế thì không mất gì đúng không? Ok, em sẽ quyết định dùng quyền giành điểm. Xin mời. Một chuyện tình như mơ cho em ngỡ ngơ. Biết thật là để em bỗng ngu ngơ. Em đã em yêu đã... lại ạ. Tình yêu của anh đã đến cho em bỗng vui, cho em bỗng cười, cho em biết rằng em đã biết rằng bầu trời trong xanh không còn điều gì tuyệt vời hơn tình yêu. Hệ thống ghi nhận và đáp án là như vậy. Là trong thử thách này thì cả hai đội đều đã không ghi về được cho mình điểm số nào. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo. À, bài này em biết nè. Hay quá.
Biết. Ngọt lắm như lúc em nắm đôi tay và hứa sẽ mãi yêu chí anh đây. Từ khi em qua nơi này, lòng anh thì vui biết mấy. Rồi nắng sớm mai em vẫn chưa về, con tim vang tiếng ca vui cười vì em mang niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời. Thử thách ạ. Dây nhấn chuông bắt đầu. Ô xét ạ. Nhanh quá. Chẳng được bấy lâu lại phải xa cách nhau, có nên nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ, đêm về lại mơ sớm rơi lại bờ vờ vì xa em là nhớ. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà, em đã khiến anh yêu em không thể phai phôi. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì yêu em xa em, quanh anh chỉ còn lại bóng tối. Chờ đợi ngày mai chờ, chờ đợi mới tương lai chờ, ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai, cũng sẽ không một ai có thể chia. Đọc lại chậm chậm. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà, em đã khiến anh yêu em không thể phai phôi. Trời. Phai phôi. Phai phôi. Phai phôi. Phai phôi mà. Ghi nhận. Dạ. Đáp án là. Xin mời đáp án. When I saw. Đã ghi về cho mình điểm số đầu tiên. Chúc mừng các bạn. Bài hát cuối cùng. Bài hát cuối cùng ạ. Trời ơi, bài này là tuổi thơ ùa về nè. Ôi sát mặt ngơ rồi. À biết. Bao nhiêu ngày qua tình yêu sao còn xa hỡi người, cô đơn mình ta chờ mong một ngày kia em đến. Khắp nhân gian tiếng ca tràn hoa, dù nghe chuyện tôi rất buồn, hứa đi em sẽ không hững hờ chuyện tình tôi. Thử thách. Quan sát trước, quan sát trước. Xin mời ạ. Dòng chữ màu vàng. Easy, easy. Ok. Thời gian. Nhấn chuông. Bắt đầu. Y Thắng Sơn ạ, xin mời. Em hãy lắng nghe, mùa xuân đang về đây rất gần. Một chàng cô đơn mãi, tình cuộc tình xa xôi quá. Để được sóng cuốn trôi đi, tháng năm tuổi xanh vì thật lòng anh chỉ có một chuyện tình chưa dám nói. Nào hãy hứa đi em sẽ không hững hờ. Đọc lại ạ. Từ từ nha. Để biển sóng cuốn trôi đi, tháng năm tuổi xanh ạ. Để cuộn sóng hay là từ sai rồi. Xin mời hệ thống. Hệ thống ạ. Đúng ạ. Chúc mừng đội Yến Thắng Sơn, các bạn đã ghi về cho mình một điểm.
Như vậy là trong vòng này cả hai đội cùng hòa tỷ số với nhau. Giải thưởng 3 triệu đồng sẽ cùng chia đều cho hai đội, mỗi đội 1.500.000 đồng. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với vòng 2 của sàn đấu ca từ. Đó chính là sự xuất hiện của đội trưởng Hoàng Yến, và bạn sẽ được quyền chỉ định một thành viên của đội Tình Yêu Đơn Giản lên đấu đối kháng. Yến sẽ chỉ định ai ạ? À, chắc là em sẽ thi cùng với cả Lena đi cho dễ hát. Rồi, xin mời Lena và Hoàng Yến. Rồi, vô nè. Cảm ơn em. Em sợ quá hả? Good. Em sợ. Không quan trọng gì đâu mà sợ. Yên tâm đi. Chúng ta cùng nhau bước vào vòng 2, vòng phản chiếu. Quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 của sàn đấu ca từ mang tên Phản Chiếu. Vòng 2 này luật chơi sẽ như là vòng đầu tiên. Các bạn sẽ để ý vào những dòng chữ màu vàng. Mình sẽ có 3 bài hát, nhưng lần này thì những dòng chữ đó sẽ không biến mất. Nó sẽ đảo ngược lại. Như các bạn đã nhìn một dòng chữ qua một tấm gương. Như vậy các bạn phải hát đầy đủ tất cả những dòng chữ đó. Và đọc lại một lần nữa, phải hát và đọc chính xác thì chúng ta mới có thể ghi về cho đội của mình một điểm số. Và ở vòng này thì cả hai đội đều còn quyền cứu nha, chúng ta có thể sử dụng. Giải thưởng trong vòng này sẽ được nâng cao, đó chính là 6 triệu đồng. Đoạn nhạc đầu tiên sẽ do ca sĩ giúp tôi hát. Các bạn chỉ nghe thôi, sau đó các bạn sẽ có thời gian là 5 giây để quan sát thử thách. Sau đó là 10 giây, nhấn chuông, các bạn hãy nhấn chuông. Bài hát đầu tiên ạ. Ôi, bài hot nè. Nope. Happy girl đúng không? Mà để em xin thuộc. Anh quên chưa vậy, yêu ai chưa vậy, có đang nhắn tin với ai mỗi ngày, có trao đến ai những câu anh từng nói với em. Em là người tuyệt nhất, anh chẳng thể đánh mất em. Thử thách của các bạn 5 giây quan sát. 5 giây quan sát à? Cái gì vậy? Em xin lỗi, chờ em cần quá. Thời gian 10 giây để nhấn chuông. Bắt đầu. Đợi ý Thắng Sơn ạ. Chưa sao qua dài, phải làm sao để nỗi nhớ anh ngừng lại, cứ ôm lấy những ký ức mệt ngoài. Em thật sự quá ngốc, nhưng chẳng thể bật khóc nữa vì có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi, phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau, để trái tim em thành thời nỗi nhớ trong em. Đọc lại à. Tới lúc đọc lại nè. Em đọc luôn ở đây được không? Được. Em đọc được. Luôn ở đây được không? Quá khứ xin thôi đọa đầy, đừng níu giữ đôi chân. Đừng níu giữ đôi chân. Đừng níu giữ đôi chân. Đôi chân đừng bước đi ở, đừng bước đi với ai phía sau đến sau. Ghi nhận là bây giờ đồng đội các bạn có cứu đội trưởng hay không? Thôi sao hắn cứu, từ hắn cứu, thua cũng được em ạ, không sao, mình chơi vui. Danh điểm. Rồi xin mời lên nào. Hai mươi tư giờ trôi sao qua dài, phải làm sao để nói nhớ anh ngừng lại, cứ ôm lấy những ký ức mệt mỏi. Em thật sự quá ngốc, nhưng chỉ thể bật khóc nữa vì có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi, phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau, để trái tim em thành thời
trong em nghỉ ngơi. Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một người, rất khó đi quên cho người tan vỡ. Quá khứ xin thôi đoạn đây, đừng xin giữ đôi chân, đừng bước đi và lại phía sau. Vì anh sẽ chẳng quay về. Dù giờ có khó quên nước mắt trong lòng, chẳng thể giữ anh ở lại bên em. Đọc lại ạ. Quá khứ xin thôi đoạn đầy, đừng níu giữ đôi chân, được bước đi với ai đến sau. Và đó là đội tình yêu đơn giản. Muốn cứu thành viên của mình không ạ? Không cứu. Không cứu. Như vậy ở bài hát vừa rồi cả hai bạn đều không đoán chính xác. Và bây giờ bài hát thứ hai, xin mời. Bài tuổi học trò nè. Ngày tháng trôi qua mau, trong lòng thêm một tia, một thời mộng mơ đã qua. Còn đâu nữa bóng dáng dịu dàng, tà áo trắng thướt tha sân trường. Thử thách của các bạn: 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Xin mời tình yêu đơn giản ạ. Sẽ không còn những khi bên qua, nghe hè về trong vắng, vương buồn ngập tràn lối đi. Gió đông mắt khẽ ướt bờ mi, làn môi thấm chắc chắn nỗi niềm, luyến lưu lại cánh xa. Từng chiều qua đây ngập lại ạ. Mùa hè ơi sao đến vội vàng, chia tay nhé bạn thân và từ biệt mái trường. Hè sao chấm điểm mà. Như vậy là tình yêu đơn giản đã ghi về cho mình điểm số đầu tiên trong vòng này. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát quyết định. Ê, bài này em biết hát nè. Thùy Chi. Thì xưa hát khóc quá trời. Hồi xưa hát cao rồi, cái bài này hát hoài. Hay là mình chưa hát rồi. Đêm nay em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen sau đêm. Sẽ phải buông những giấc mơ, những lặp lại. Thử thách 5 giây quan sát. 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Xin mời. Ô, em lại hả? Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương. Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau. Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy, hoặc mùi hương cũ như vừa mới đây. Là do em cố chấp cho vì
rồi, đọc lại ạ. Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng. Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỷ niệm cũ. Có một cái chữ gì đó. Có muốn đọc lại không? Không, chương trình đã ghi nhận rồi. Xin mời hệ thống. Như vậy tỷ số 2-0 và chúc mừng đội Tình Yêu Đơn Giản mang về giải thưởng trị giá 6 triệu đồng. Và ở vòng tiếp theo thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của cả hai đội trưởng và thành viên còn lại của đội mình. Xin mời các bạn. Thôi xong tôi rồi. Bây giờ chúng ta cùng với đội trưởng và hai thành viên còn lại của đội mình bước vào vòng thi thứ 3. Đó là vòng truy tìm. Chào mọi người, quay trở lại với chương trình Sàn Đấu Cao từ 14 và đây là vòng truy tìm. Thưa quý vị, ở vòng này thì cũng giống như những vòng trước, chúng ta sẽ có 3 bài hát, mỗi bài hát sẽ có 2 đoạn nhạc. Đoạn nhạc đầu tiên sẽ do ca sĩ hỗ trợ trình bày để có thể gợi ý cho các bạn về giai điệu của bài hát. Và đoạn nhạc thứ hai sẽ là đoạn nhạc có chứa dòng chữ màu vàng, cũng chính là thử thách của các bạn. Dòng chữ màu vàng lần này sẽ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Và các bạn phải đi tìm thứ tự đúng của lời bài hát. Vừa hát vừa đọc lại chính xác thì các bạn có thể ghi về cho đội của mình 1 điểm. Chúng ta vẫn còn quyền cú ở trong vòng này. Và vòng này là vòng cuối cùng chúng ta có thể sử dụng quyền đó. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ nha. Đặc biệt hơn, giải thưởng vòng này là 9 triệu đồng. Wow, trời ơi, to vậy. Chơi đi anh ơi, chơi nhanh lên. Cái gì vậy? Em chưa có tiền nè. Có rồi. Có triệu rưỡi rồi. Triệu rưỡi. Triệu rưỡi rồi, đủ tiền make up rồi. Triệu rưỡi em chia cho hai bạn này tiền xăng xe, em vẫn chưa có. Nào, vô. Bài hát đầu tiên xin mời ạ. Từ ngày mình chung lối, hạnh phúc mãi nở trên môi. Cứ thế yêu mà chẳng bối rối. Dù cho ai kia muốn nói gì, vẫn bước đi mặc kệ lý trí. Hãy nghe con tim nói rằng just love. Cuộc sống sẽ không chờ mãi đâu, just love. Thử thách của các bạn: 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây để nhấn chuông. Bắt đầu. Ê, bấm 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 bấm. Rồi, xin mời Ý Nắng Sơn ạ. Vì khi đã yêu, những sóng gió đi qua cho ta gần hơn. Vì cho rất nhiều, dẫu có nắng hay mưa sẽ chẳng cô đơn. No, baby I don't know, I don't know, I don't know, I don't know bài này nữa đâu. Chỉ cần I don't know, rằng, I don't know, bên em chỉ biết có hai câu và thế là hết. Oh yeah. Bên lòng mình sẽ ra sao? Xin mời đọc lại ạ. Vì khi đã yêu, những sóng gió đi qua cho ta gần hơn. Vì cho rất nhiều, dẫu có nắng hay mưa sẽ chẳng cô đơn. Rất. Xin mời hệ thống. Chính xác, một câu nghiêng về rồi, Ý Nắng Sơn. Cuối cùng cũng được 1 điểm, yeah. Bài hát kia tiếp ạ. Cái giai điệu này là hồi xưa. Anh à, anh à, chiều nay mình đi trà sữa nha. Dễ thương anh à. Một mình ngồi bên quán quen ngày xưa, tìm về hương thơm của ly trà sữa hôm nào. Và ngày đôi ta sánh bước cùng nhau, sát vai kề vai, em vẫn in đậm trong lòng.
trong tim. Thử thách quan sát trước, quan sát trước. Xin mời. 5 giây quan sát ạ. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Còn quyền cứu, còn quyền cứu, còn quyền cứu. Em cứu em gì đó, nhấn chuông mới được. Nhấn. Xin mời, đội tình yêu đơn giản ạ. Vì đôi đôi tiếng đỗ xa rời nhau, từng hạt pha lê vẫn nguyên mùi hương hôm nào. Giờ này em đang sánh bước cùng ai, có hay lòng này mà vì đâu đôi tim yêu vội xa. Đúng không? Sai câu rồi. Đôi bao nụ hôn người trao chất ngỡ, chờ giữa anh tặng em làm em nhớ nhiều. Giờ này em đang sánh bước cùng ai, có hay lòng anh ngày đêm mong nhớ. Hãy đón ghi nhận và kết quả. Đội cứu không ạ? Em cứu ạ. Vì đâu đây tim bỗng xa rời nhau, từng hạt pha lê vẫn nguyên mùi hương hôm nào. Giờ em chốt nào cùng ai, có hay lòng này ngày đêm vẫn luôn mong nhớ. Còn đó bao nụ hôn người trao chất ngất, trà sữa anh tặng em làm em nhớ nhiều ngày. Thôi thế được rồi ạ. Cùng nhau bao nhiêu kỷ niệm mà vì lại. Giờ anh đang chỗ nào cùng ai, có hai lòng này ngày đêm vẫn luôn mong nhớ. Ngày đêm vẫn luôn mong nhớ. Ghi nhận, xin mời hệ thống. Thua một chút. Đội Yến Thắng Sơn có danh điểm. Xin mời. Vì đầu đôi tim bỗng xa rời nhau, từng hạt pha lê vẫn nguyên mùi hương hôm nào. Cảm ơn Hoàng Yến. Winner muốn cứu đội trưởng không ạ? Dạ không ạ. Bài hát quyết định, bài hát thứ 3 xin mời. Ôi giời ơi. Ok. Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm, mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm. Dạo giờ này đã ăn sáng chưa? Ở bên đây nắng hay mưa? Xin mời thử thách ạ. 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Tình yêu đơn giản. Rồi. Xin mời. Anh và tôi xa nhau cũng đã được 7 năm, và không một ai nói lời hỏi thăm. Đi lùi ra đây hát, không được lùi vào đồng bọn. Trong ngày tôi đã nhớ anh, và anh có nhớ tôi không? Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tới lối trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Được rồi. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối muôn nỗi rồi lại thôi. Anh và tôi vẫn thế.
Đọc lại. Anh nhà ở đâu thế, cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về, cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Quá hay. Ghi nhận. Hệ thống, kết quả là vậy tỷ số là 1-1 và số tiền thưởng 9 triệu một lần nữa được chia đều cho hai đội, mỗi đội 4 triệu rưỡi. Cũng coi như là có đi. Bây giờ 4 triệu rồi. Chúng ta cùng nhau đến với vòng thi cuối cùng với số tiền thưởng là 12 triệu đồng, đó là vòng biến hóa khôn lường. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 4 của sàn đấu ca từ mang tên biến hóa khôn lường. Và ở vòng này giải thưởng của chúng tôi đã được nâng lên nữa rồi. Đó chính là 12 triệu đồng. Và trong vòng này thì chúng ta sẽ có hai bài hát, mỗi bài hát sẽ có 3 thử thách của chương trình, gồm có cả tàng hình, truy tìm và phản chiếu. Nhiệm vụ của các bạn là phải thực hiện được thử thách và làm sao để có thể giành được quyền thực hiện thử thách trong từng vòng. Thì hai đội sẽ cùng cử ra một thành viên ở mỗi thử thách để có thể chạy đua, chạy marathon, chạy thẳng lên chiếc micro quyền lực ở trên kia. Và nếu mà ai chạm tay vào chiếc micro trước thì sẽ giành được quyền thực hiện thử thách cho các thành viên còn lại trong đội của mình. Người giành được quyền thử thách sẽ đứng ở trên kia. Và nếu như đồng đội của mình thực hiện đúng, chúng ta ghi về cho mình một điểm. Nếu như đồng đội của mình thực hiện sai, chúng ta sẽ chịu một chiếc hình phạt nho nhỏ từ chiếc micro. Chúng tôi không khuyến khích các bạn là dùng những hành động bạo lực như gạt giò, nắm giò, xe áo, nắm tóc, xe áo. Vừa rồi số trước có hai bạn đã đôi giật ở đây gần nửa tiếng đồng hồ. Đoạn nhạc đầu tiên cho ca sĩ hát để các bạn biết bài đó là bài gì. Xin mời bài hát đầu tiên ạ. Bài hát đầu tiên. À, bắt đầu chút nhanh. Có những khi giấc mơ trôi theo từng áng mây, tìm về quá khứ. Anh nhớ một ngày có ai bên cạnh. Có những khi nỗi đau trôi theo từng giấc chiêm bao, để ngày mai đến, người đã ở lại trong đôi mắt. Và bây giờ xin mời cả hai đội sẽ cử ra thành viên đầu tiên để có thể giành quyền ưu tiên. Anh tin vào sức trẻ của em đấy, cố lên em. Trời ơi. Đây em trai rồi. Tuổi trẻ tài cao, gặp rừng càng già càng cay đúng không? Tự giật em. Thử thách ạ. Năm giây quan sát. Thời gian để các bạn chạy bắt đầu. Run. Giành được quyền ưu tiên cho đội của mình. Âm nhạc bắt đầu. Có khi giận hờn tiếng yêu chẳng thành câu, trái tim em vẫn ngỡ như thật gần, ngỡ như chạy thứ hai. Thôi em chạy cho. Thôi để em cho. Thời gian kế tiếp ạ. 5 giây quan sát. Thời gian chạy. Tuổi trẻ sống vội quá. Thời gian chạy. Bắt
Rồi, chúc mừng Otis. Khúc này mới vui nè, nhìn đồng đội nè. Nhìn đồng đội của em nè, sách. Không thua. Oh my god. Đã bao nhiêu ngày tháng trôi, nắng mưa vẫn còn lặp lại. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Giấc mơ sẽ tan 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 khắp nơi. Nani? Đoạn này thì em biết này mà em... Sao lại em không để chị chạy? Thì em cái từ chị biết. Hai cô gái, được chạy của hai bạn. Xin mời Yến. Ôi, em không được hát à? Không. Nào, thì cầm lấy. Thử thách kế tiếp. 5 giây quan sát. Thời gian chạy bắt đầu. Biết sao không? Tại vì team em không biết bài này. Riêng em sẽ quên, em sẽ tin em đã mất anh dưới những hoài nghi. Đừng khiến tim em thêm không biết bài này luôn. Vâng, anh cứ đi, anh cứ vui. Kết thúc bài hát đầu tiên, chúng ta chỉ ghi được một điểm của đội Yến Thắng Sơn. Bây giờ sẽ là bài hát kế tiếp. À, em có thua không? Sao? Thời học sinh lướt qua, nhưng nó rớt mà không trở lại. Mình phải chán quá, bạn đã khóc mà. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải chơi quá, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với thử thách đầu tiên ạ. Xin mời. Thử thách của các bạn. 5 giây quan sát. Thời gian chạy bắt đầu. Rồi. Yuli đã giành được quyền đầu tiên. Tình yêu đơn giản. Gái nha. Được em. Em hãy tin ở chị. Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay. Trời nắng nhẹ êm đềm gió lay. Là cảm xúc nói chỉ biết đứng ngẩn ngơ. Gái nha. Được em. Em hãy tin ở chị. Em hãy tin ở chị. Là cảm xúc khó nói chỉ biết đứng ngẩn ngơ. Níu tà áo dài bay bay bay. Sẽ rất buồn mà sẽ chính xác.
Được, giải thứ hai của ai ạ? Soho và... Đây đây em ho đi đi. Trời ơi em ơi, trời ơi con bé. Sao rồi cuộc chạy này thấy cân sức nè. Xin mời thử thách của các bạn. 5 giây quan sát. Thời gian chạy bắt đầu. Thời gian và âm nhạc bắt đầu. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa. Hàng Yến và Oset. Xin mời thử thách của các bạn. 5 giây quan sát. Ôi, chịu. Thời gian chạy. Hát được đó. Bắt đầu. Còn là cột có ý là thì ta là ý. Có được không? Được không? Oset à? Oset lo lắng quá. Em biết chắc là kiểu gì em cũng sẽ bị thổi rồi. Bạn có nhớ đến lúc lớp bóng đi kiểm tra một đứa học nhất cả bọn chết luôn. Nhớ đến lúc tỷ số với nhau đó chính là 1-1. Như vậy 12 triệu đồng sẽ chia đều mỗi đội 6 triệu đồng. Yến, hả? Hôm nay hay sao nè? Hôm nay em cảm thấy là Yến có thể thắng Sơn, nhưng Yến thì Yến nghĩ là Yến chưa thể thắng được sàn đấu ca từ một lần nữa. Lần trước thắng mà. Lần trước em thắng cả 3 vòng. Nhưng mà lần này chúng tôi có ghi nhận là hai đội các bạn chơi rất là hòa khí. Mà ngang tài ngang sức đó chứ. Ngang tài ngang sức không đoán được nhiều bài hát. Thường là tỷ số là 0-0, 1-1. Nhưng mà không sao. Rồi còn bên đội Oset thế nào? Hình như là hôm nay là đội em vẫn thắng đúng không? Thắng mà. Tỷ số chung cuộc là đội em vẫn thắng đúng không? Thì tức là em vẫn gọi là duy trì được thành tích tại sàn đấu ba từ. Lần nào đến cũng thắng. Wow. Và bây giờ chúng tôi sẽ trao cho các bạn những phần thưởng xứng đáng với những gì các bạn đã bỏ ra công sức bài hát. Đầu tiên là đội của Hoàng Yến Chibi. Yến thắng Sơn nhưng mà không thắng được ô sát. Tại vì đáng lẽ là phải đặt tên là Yến thắng ô sát là thắng rồi. Bây giờ giải thưởng cho đội bạn cũng là 12 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn ạ. Ba đội tình yêu đơn giản, do lối sống vô cùng đơn giản, cách chơi cũng đơn giản, cho nên đã xuất sắc ghi về cho mình 18 triệu đồng. Cảm ơn các bạn một lần nữa đến với chương trình Sàn đấu ca từ mùa 4. Và chúng tôi xin phép được khép lại chương trình tại đây. Và hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó chính là 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Sàn đấu ca từ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Em rất là tức luôn, tại vì khi nãy là trước khi lên là em với bạn em đã bàn rồi. Sao? Là chỗ bên nào có chai là mình sẽ bạo qua bên đó liền. Mà tự nhiên vô lên đây là chọn chị Thiều Bảo Trâm luôn. Em không còn sự lựa chọn nữa. Ê, hình như bệnh ba mùa trước nó trở về rồi. Đón xem tập 11 Sàn đấu ca từ mùa 4 được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2019 trên kênh HTV7.